đường không? Đeo kiến cận đi. Ờ, chết rồi, chắc em phải mua tặng cho anh Vũ cái kiến cho em, không chấp nhận cái kiến BD quá mà con có bị giữ mặt chân gà. Chắc cái này em để lại yên nguyên quá. À, nguyên bộ đỏ. Ờ, bộ đỏ. À, nguyên mặt đỏ, em nguyên mặt đỏ. Ờ, bây giờ tôi mới biết ông Vũ gì khi chú không bóng. Bóng là hồng đó này biết liền à. Thúy Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay là một cái ngày em đi hành trình bị giống như em bị bắt cóc vậy đó. Sinh rồi mà em cũng phải đi vậy đó. À, đây là một cái chuyến gọi là đi lên San Jose. Mà quý vị biết không, San Jose là bay lên từ Orange County, bay lên có 45 phút là tới nơi. Mà cái đợt này Covid nó bùng lên á, là mình không thể nào có cái chuyến bay luôn. Nếu mà bay là nó cho bay sụt quần tới mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi, 6-7 tiếng đồng hồ gì thôi, chẳng thà gì thôi lái xe luôn cho rồi luôn. Đây là một cái show của Thúy Nga với lại ca sĩ Đăng Kim, của một cái tiệc người ta mời đến và diễn ở trong chương trình đó. Thì mấy bữa nay Covid thì Thúy Nga cũng rất là lo lắng, cứ suy nghĩ không biết có nên đi show này hay không. Nhưng mà cứ đắn đo nhắn tin rồi nói là Kim ơi chắc không dám đi đâu. Nhưng mà cuối cùng nói qua nói lại sao cuối cùng em sợ chị Đăng Kim chị chửi quá, em vẫn quyết định em lên đường em đi như vậy. Em nhắn tin em xin rồi em nói Kim ơi Covid quá có nên đi không? Cái Kim giờ, nói là mình là dân đâu có đi. Kim mới nói là Cali mình xuống người ta mới sợ chứ, ở trên đó người ta sợ mình chứ mình mắc mơ mình sợ người ta. Cuối cùng là sáng nay Thúy Nga vẫn quyết định lên đường, tại vì cái quan trọng là trên chuyến đi này có trai đẹp đi, trai đẹp nhất quan xa, hơi là hơi bị mập mập chút thôi nhưng mà đẹp. Đây cả nhà, đây kế nghe là cả nhà nha. Đó, hôm nay là lần đầu tiên nha, được Vũ Di chú chở đi. Lý ra là tụi Nga phải bay mà không có chuyến bay, đó là Vũ xung phong ra. Kim biết Vũ sao đó, Kim Vũ sao mà cuối cùng Vũ đi hay vậy Kim? Tôi nó hả trời, có không vậy trời, trời ơi. Xong rồi cuối cùng là Vũ đi đưa Đăng Kim đi thì đưa Thúy Nga đi luôn. Mà nghe đồn là cái xe này mới mua, nghe đồn nó cũng 50-60 ngàn đô gì đó. Mà nãy giờ tụi em lỡ dại ăn bánh mì xả rác trên xe quá, lý ra là quay từ cái mở màn gặm ổ bánh mì rồi, nhưng mà tại chị Đăng Kim chứ bận rộn điện thoại của quý vị, chị bận rộn cái điện thoại 8 tiếng đồng hồ trên xe là chị hết 4 tiếng chỉ ngồi cho nói chuyện thất phone rồi, tụi em không làm ăn gì được luôn với nhau luôn. Bây giờ cũng may là sau khi chị vừa thất phone thì trời quang mây tạnh. Bây giờ là trên đường đi từ Orange County lên San Jose nha quý vị. Mấy tiếng tới vậy chú? 5 tiếng rồi. Mình đi được 1 tiếng rồi, 6 tiếng. Thì cả nhà biết không, khi mà Nga vừa làm một clip với Vũ Việt Di Trú á, thì rất là nhiều người xin số của Vũ để mà muốn làm hồ sơ gì về Di Trú đó, thì em không có rành thì em đã chuyển giao số điện thoại của anh cho người ta rồi. Còn trai gái OMOPD gì có làm phiền anh thì anh ráng chịu đựng đi nha. Còn sẵn mình đọc số điện thoại mình luôn, ai có nhu cầu thì cứ gọi cho Vũ nha. À, 714-209-5229. Di Trú, Di Cư nữa, như gì đó thì mình cứ gọi cho Vũ nha quý vị. Còn Thúy Nga thì hôm nay là rất là vui khi là ngồi trên xe của Vũ, mà chiếc xe mới vừa mua được vừa ra lò luôn. Tụi em ăn bánh mì mà tao nói Vũ bánh mì mà cũng bỏ bao ni lông mà nó vẫn rớt ra xe người ta, ngại muốn chết đó. Đi trên đường cho ăn bánh mì chơi vậy thôi chứ không có cái gì ăn luôn. Rồi chị Đăng Kim, chị vui không? Sáng nay thấy thái độ chị là thấy cũng mệt mỏi ha. Em biết mà, chị không vui nhưng mà không dám kể YouTube lên, nhưng mà em biết là không vui. Không vui hả? Không vui thôi. Đây, hát bài không vui được không? Nào giờ á, có bài nào không vui? Bài nào cũng vui hết trơn á. À, cũng có bài buồn chứ quý vị. À, hôm nay là cái chuyến đi mà lần đầu tiên mà Nga đi từ Orange County mà đi San Jose á quý vị. Mà nghe nói là trên đường từ đây lên đó là sẽ có nhiều cái lâu đài đẹp lắm á. Nếu mà mình còn chưa có tắt nắng thì mình có thể review. Nhưng mà Nga nghĩ chắc không kịp đâu. Nga đầu tiên đi sao xe bằng xe đó. Mém nữa là Nga Kim đi là đi xe đồ hoàng rồi đó. Nga nói chở bà sao đi xô mà bà kém sang thì phải cho đi xe đồ hoàng. Cuối cùng xuất hiện đồ tể đưa tụi em đi cũng mừng.
có tráng sĩ đưa đi, đeo mắt kiếm đỏ, áo đỏ, giới tính chưa rõ ràng lắm, tiền đỏ đỏ quá em hơi nghi. Yeah, tối nay để Thúy Nga chết giới tính ha. Thôi bớt giỡn đi. Mình ở cái level nằm ở trển rồi, khó lắm. Giống như Kim Tử Long vậy đó, khó ai lại gần lắm. Cái dí nó nặng lắm, khó ai lại gần lắm. Kim thì đang ngồi nằm băng sau như quý vị. Trên chuyến xe này thì có hai gái đẹp với một trai đẹp. Trên chuyến xe này không biết có chuyện gì xảy ra không thì từ từ đi. Có cái chuyện gì là tôi qua YouTube báo cáo hết á, mọi người yên tâm đi. Tôi bị ai hại, ai hãm hại cho tôi đưa lên YouTube hết. Rồi bây giờ Thúy Nga quay review sơ cho mọi người thấy cái khung cảnh trên đường đi lễ xuân đầu năm. Đó, bầu trời đẹp quá quý vị. Nãy mưa dữ lắm. Nhờ đăng kim thoát sơ ở Mỹ xong rồi trời nó quang mây tạnh luôn rồi, đẹp luôn. Mà quý vị biết không, cái chuyến San Jose này là một cái chuyến đi rất là gấp rút, mà tụi em cũng đã rất là sửa soạn, rất là xà rầm. Hy vọng là lên sẽ gặp được nhiều fan thân yêu. Tôi chưa có báo những fan thân yêu của tôi để mà cho mọi người ta biết ta. Đúng rồi, mình đăng là mình sẽ có. Tôi chưa báo tôi fan tôi. Cho nó nghe nhiều fan lắm mà. Nào giờ mình đi đường bộ Las Vegas không à? Đây là lần đầu tiên mình đi đường mà xe mà đi lên San Jose. Là mấy tiếng rồi tới nơi Vũ? 4 tiếng rưỡi nè. 4 tiếng rưỡi nè. Mình đang đi trên đường Freeway 5, 5 North, đi hướng về phía bắc San Jose, là phía bắc của Cali, gần với San Francisco á. Là San Francisco là nơi gọi là thung lũng Silicon đúng không? Là nơi tập trung. À, Silicon là thung lũng đó, là thung lũng thẩm mỹ viện đó hả? Là Silicon không? Cái nghe nó nói cái hài á, có nghĩa là xung đột đó là những ngành công nghệ thông tin điện tử tập trung ở đó để phát triển, tưởng là mấy đó. Cái silicon rồi vú giả đích dây nó. Đây mọi người, thiên hà có xài silicon dạ không anh? Em là em xài đồ thiệt không, em ghét xài đồ giả lắm. Thôi mình khỏi ghé thăm ha. Đây mọi người ơi, đây là cái xe của Vũ mới vừa mua luôn đó mọi người. Mới vừa mua xong khai trương là đưa gái đẹp đi, là nguyên năm này là đắt xô luôn nha. Nguyên năm này là chở gái mệt mỏi luôn nha. Đó, thấy không? Đây là trên xe của tụi em đó. Đây, đùi em nè, bánh mì không nè quý vị đó, thấy không? Không có dám mà hở cái đùi ra, sợ bánh mì nó rớt xuống ghế người ta đó. Giờ đợi mà anh Vũ anh thả em đâu, có là em nhào xuống xe em xả cái bánh mì xuống liền. Đây là trên núi, mọi người đi đường xa ở Mỹ mọi người, là cứ khoảng 30-40 dặm á là có những cái khúc mà rest area đó, gọi là khu nghỉ ngơi, nó dừng lại để mình đi tiểu, mình ngồi mình nghỉ ngơi cho xe nó nghỉ ngơi chút đó. Đáng nữa mình sẽ đó có những cái điểm đó và cho Thúy Nga đi. Dạ cái đó anh khỏi nói, tụi em mắc là tụi em tự đòi à, không mắc tụi em không có đòi đâu, anh yên tâm đi. Xe container quá trời luôn mọi người. Ủa cái mền ở đâu vậy Kim? Mền của Vũ á. Trời ơi, trên xe Vũ có mền hả? Ê vậy là trên xe này có cái vụ gì sau này không, mà tại sao có mền mùng chiếu gối vậy Vũ? Không biết là đi xa với Thiên Nga. Đó, chuẩn bị mền cho Thiên Nga, sợ Thiên Nga sẽ lạnh đó. Ôi ơi, thôi đừng có chống chọi với giới tính của mình nha, cho tôi đặt cho hỏi lớn lắm á. Áo đỏ, cái mền mà màu hường là tôi đang nghi rồi nè. Đàn ông mà mền hường quá nha quý vị. Mọi người xem vị trí chú á, thấy những cái thumbnail á, là vị trí chú vậy sử dụng màu hồng nhiều, rất là nhiều, đó là cái màu mình thích. Nhưng mà không nghĩa mình thích màu hồng có nghĩa là mình là cái đó. Ôi, màu hồng thì cho đi chơi chung với Leon Vũ Quang Vinh được rồi. Đó, đàn ông là phải thích màu hồng đó, giống Hoài Tâm, Leon, Vũ Quang Vinh nha quý vị. Ôi, đăng kim nằm sau được rất là sung sướng. Thúy Nga thì ngồi trên này để mà trò chuyện với Vũ, cho Vũ khỏi buồn ngủ. Rất là đẹp nha mọi người. Lần đầu tiên mình đi khám phá cái con đường từ Orange County tới San Jose bằng xe đường bộ nha. Coi có những cái gì đẹp nó sẽ review cho mọi người xem nha.
container quá trời luôn, biết đi đâu mà đi giữ gì không mấy ông ơi. Tự nhiên cái cuối năm gặp gặp Vũ ha, với anh Quốc Võ lúc hôm Giáng sinh, xong rồi cái cuối năm cái gặp bên kia nữa, rồi cái giờ chưa gì đầu năm cái đi nữa. Chỗ đừng nói mở hàng nguyên năm tôi đi với ông nha. Trời ơi, chắc chị chú thì nghe câu duyên quá mà không biết, không biết duyên tới đâu. Duyên nghiệp á. Thường á, bây giờ tôi sợ cái chữ duyên lắm rồi. Đối tôi giờ cái duyên gì nó cũng có cái chữ nợ trong đó. Duyên là có nợ à. Cái những cái mà mình con người với con người mà ta vô tình ta gặp á, ngẫu nhiên á, là đều có cái duyên nợ của cái tiền kiếp hết á. Cũng trả một số rồi đó, đừng nói là bây giờ năm nay tới trả cho anh Vũ nha. Lo lắm luôn á quý vị. Sao chờ chuyện chút xíu à, Thiên Nga năm vừa rồi Thiên Nga có gì vui, có gì buồn kể khán giả đi. Trời buồn vui nhiều lắm á, YouTube chứng minh hết rồi đó, khán giả biết hết rồi, giờ nói lại chi. Đừng nhắc lại kỷ niệm xưa. Buồn vui về trên YouTube là thể hiện á, trên YouTube nó giống như nhật ký của mình vậy đó. Khi mà Thiên Nga làm vlog đó là giống như những cái khoảnh khắc nhật ký nó ghi là hết trên đó đó. Cho mọi người xem thì đó là mọi người sẽ biết là vui buồn nó lẫn lộn, nó tùm lum tà la trởn rồi. Giờ mình ngồi mình nói lại chi, những cái gì đã qua thì cho qua. Nói chuyện mới ha. Tương lai không vọng tưởng. Tương lai. Quá khứ không truy tìm. Tương lai hai đứa mình đi ha. Chỉ sống cho hiện tại. Trên chuyến xe này thì Vũ đang để ý một trong hai cô gái, không biết là từ đây cho đến ngày về thì không biết cưa đổ cô nào. Hy vọng là sẽ có một cô đổ. Không biết ai đổ đây. Không biết ai đổ đây. Thúy Nga hay là Đăng Kim? Không biết là Thúy Nga hay Đăng Kim, mà vui nhất nha, về tới nơi là dính ngay con nhỏ trên San Jose là cười bỏ luôn. Thường là vậy nha Vũ. Thói đời là nó vậy á. Vũ tuổi gì ta? Để tôi bấm quẻ cho năm tới nè. Thôi, đừng bấm quẻ. Cho coi tuổi đi. Tôi đoán được hay không nè. Thôi. Vậy là chắc nhỏ lắm nên em nó không dám nói. Mình lớn quá phải không? Không. Đăng Kim biết hả? Đăng Kim ha. Vậy hả? Đăng Kim không nói hả? Giấu tuổi, một là già quá, giấu hai là nhỏ quá, ngồi với mấy bà chị mà giờ chẳng lẽ cưa cẩm á, mà nói số tuổi ra mấy bà chị chạy làng phải không? Nên là giấu luôn cái trong hai cái trường hợp đó thôi quý vị. Nên hy vọng là ai mà biết được cái năm sinh của Vũ thì cứ báo cho Nga trên YouTube để Nga biết, bấm quẻ cho bạn bè coi năm tới bạn sẽ gặp được cái điều gì nha. Tôi bấm quẻ hay lắm. Thôi bây giờ là cái trên đường đi là có cái gì đẹp Nga sẽ review nha. Bây giờ xin phép mọi người, Nga vừa ăn ổ bánh mì no rồi, Nga sẽ relax một chút xíu nha mọi người. San Jose là đi về phía bắc Cali.
Bắc Cali nếu mà đi về lên trên nữa là gần biên giới với Canada là Seattle, tiểu bang Seattle, để đi lên Vancouver. Mà Vancouver là vừa rồi bị cái chú đi qua và review đi chơi mấy điểm thắng cảnh cho mọi người coi á. Mà đi về quá nguy hiểm, phải chết test Covid là 24 tiếng để lên máy bay. Ủa nó bắt test hả? Nó bắt test mới cho lên à? Thôi bây giờ là đi chỗ nào phải bắt test, nhưng mà quan trọng là kết quả đó chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, còn qua 24 tiếng là không có giá trị. Ủa ghê vậy? Thần test là cái kết quả nó ấy luôn chứ, nhưng mà mỗi tiểu bang nó có bắt đâu, nghe bay nha, thấy tụi họ có bắt đâu. Thì đúng rồi, thì tiểu bang mà là trong nước Mỹ, còn bay qua Vancouver qua Canada. À quên, sorry, trời ơi, Canada, trời em lộn, em là cứ tưởng bay là bay từ nước này qua nước khác rồi nên lúc đó họ nghe nó bên Canada họ gắt lắm mà. Canada gắt lắm. Họ đi vào cửa hàng shop hay là bất kỳ một cái tiệm ăn nào á, mình phải trình ID, thứ nhất ID, và thứ hai là cái bằng chứng proof đó, vaccine đó, là từ hai lần mình chích vaccine thì họ mới cho vào mình ăn. Nhưng mà lúc mà Vũ bay từ Vancouver về là sau đó ngày là những cái dịch vụ public như là những khu công cộng đó, là ở Canada đóng hết, không cho mở nữa. Mình đi chơi hay gì cũng không thì giờ Canada đóng lại vì cái biến chủng Omicron đó. Bởi vậy giờ tốt nhất là bây giờ muốn travel vòng quanh nước Mỹ thôi. Giờ cái con biến chủng này nó bớt đi thì mình mới đi mình nên đi travel ra ngoài nước. Bây giờ đi ra khỏi nước rất là khó khăn. Cái đón năm mới vừa rồi mình thấy cũng nhiều người bạn đi trong nước Mỹ thôi, đi bay qua New York không bị hủy vé cancel đâu hết. Bay qua không có vé, bay về mất thời gian chờ đợi, mất công lắm. Hello, good morning cả nhà. Hello cả nhà. Đây là cả nhà ơi, đêm qua là đi tới San Jose lúc 7 giờ mấy thì Nga rất là đuối và không có tinh thần để mà quay YouTube. Nhưng mà anh Vũ, Việt Di Trú thì anh quay dữ lắm quý vị. Nửa đêm em đang ngủ thì anh gõ cửa, nói là anh đang họp fan, anh muốn là cho tụi em tiếp cận cái fan. Suy nghĩ đi. Mà suy nghĩ đi. Cái mặt tôi đang ngủ mà ông kêu tôi dậy để mà tôi họp fan. Lần đầu tiên á, em ngủ chung với hai YouTube cả đêm á, cả nhà ơi. Bà thấy không, cái YouTube cái Nga hiền không? Không, hai người coi sáng đêm, trò chuyện sáng đêm. Em đang ngủ, mới vừa mơ mơ màng màng. 6 giờ anh Việt vô gõ cửa, Thúy Nga ơi, fan, họp fan ấy, ở Việt Nam dậy. Trời ơi, lúc đó em chưa ngủ cả nhà, 7-8 giờ. Cái tôi ngủ không được, tôi mở bà Hằng với bộ. Ê bà Hằng bà chửi, tôi nghe nông nổng lỗ tai tôi ngủ được. Ủa vậy là bà này bà nghiện giọng bà Hằng. Ngon hả? Hả? Ngủ ngon à, em cũng ngon nghe chứ. Không, có nghĩa là nghe thôi. Trời ơi, Nga ngủ với Kim đó. Đã ho cả đêm nhưng mà Nga vẫn ngủ. Cái nhà biết không, một cái tật xấu của Thúy Nga. Ngủ á, ngáy rất là bự nha. Ngủ rất là nhiều nữa. Chết cha. Nó dạch mặt tôi. Trời ơi, chết cha dạch mặt. Bà nói gì rồi, sao trai nào dám ngủ với tôi nữa má. Cái tính xấu rồi đó. À, hello anh David. Đây cả nhà ơi, hôm qua là nhóm anh David đã đưa tụi Nga đi ăn rất là ngon, nhưng mà Nga mệt, Nga không có quay. Nhưng mà sáng nay thì Nga sẽ bắt đầu khỏe lại rồi, ngủ một giấc với lại nữ ca sĩ Đăng Kim. Phát hiện tật xấu em anh. Còn em phát hiện tật xấu của chị là chị ho cả đêm với lại chị có gác trên người mình không? Không, chị không có gác. Em trai thì mới gác. Anh biết Thúy Nga em phát hiện một đêm ngáy ơi là ngáy, xong mà nghiến răng nữa anh. Chắc tôi mệt quá đó bà, tôi mệt quá chứ bình thường tôi ngủ thánh thiện lắm má. Trời ơi, nó dạch trần em quá anh. Em mới lên gặp các trai San Jose mà nó dạch trần thì ai hốt tôi bà nội. Còn Vũ còn anh Vũ thì cả đêm anh không có ngủ nha quý vị. Anh rần rần cái gì mà anh nói giọng ồn ào lắm. Tôi biết tôi đang thiêu. Ông ở bên phòng
Bị mấy ông phỏng vấn cái gì mà ông nói vô trước thì nói là đông lộng hết cả cái ông nhà. Ông nói giống như nhà này nhà của ổng vậy đó. Cái ổng không biết là ổng đang ở ké nhà người ta. Thế thấy đứa nha, ông đi một ngày chỉ quay 15 phút rồi ngưng. Lâm bồn lại ha, ông quay lâm. Thế nha quay rất là nhã nhặn nha quý vị. Quay một chút xíu rồi cất đó. Rồi sáng nay mới bắt đầu mới quay tiếp cái phần tiếp theo. Thì mỹ lắm cái nhà. Tối ngủ nghiến răng thôi. Không, hơi mệt chút quý vị. Thật sự em hơi mệt. Đây mọi người, sáng nay thì em được hai chiếc xe của nhóm Tem Gia Lai, phải không anh? Đưa hốt tụi em đi ăn sáng. Giờ sáng nay thì ăn ăn quảng Huế, đi xe xì bo mà ăn quảng Huế quý vị. Bây giờ để mình coi review coi cái xe này. Chà, xe màu đỏ đỏ nha cả nhà ơi. Trước mặt em là một chiếc xe rất là dễ thương. Xe này là của anh chủ nhà nè nè quý vị. Anh đang sửa soạn làm gì rồi không biết. Trên này còn chiếc xe hai cửa nè. Anh em biết anh ra anh giới thiệu xe anh trước đi. Cái xe anh đậu trên kia kìa. Xe anh là xe con bò. Xe anh con bò. Tới coi đi. Đây nè. Đây mọi người ơi, trước mặt nha là xe của anh David nè. Coi cùng em này. Chiếc này giống cái đời trước. À, chiếc này nó đang nằm với trước mặt. Ủa, ổng có hai chiếc luôn anh. Hai chiếc. Ồ, cái anh này anh mê màu đỏ. Cái đấy 17. Anh mê chiếc màu đỏ quý vị. Anh này anh mê đỏ. Anh có hai chiếc màu đỏ luôn nha bà con. Sáng nay em lại được review xe nữa rồi. Hy vọng năm nay em review xe nhiều nhiều để em được đổi chiếc xe nào cũng hầm hố như mấy anh cái ơi. Xe này gọi là chiếc gì anh? Acura. Acura hả? NSX. Là NSX. Xe của anh chủ nhà mà đêm qua em ngủ tá túc quá phải không? Cái đời này đời trước khi đời mới cái kia là hybrid. Tội nghiệp anh lắm anh, đêm qua đó tụi em là nói chuyện rôm rã cả đêm vậy, ảnh phải trắng mắt, ảnh thức ảnh nói chuyện với tụi em. Xong ảnh đuối quá anh tự trốn vô anh đi ngủ. Ai cũng mệt đó, có mình đăng kim không mệt anh, nó thức nguyên đêm vậy đó. Ừ. Người làm ở cả đêm luôn á, bây giờ một lát em phải về em ngủ 2 tiếng chứ không chịu nổi rồi đó. Đây mọi người, đây là chiếc xe của anh chủ nhân căn dinh thự này nha quý vị. Rồi từ chiếc này chúng ta sẽ lái qua chiếc này. Anh ảnh chuộng màu đỏ nha. Là Thúy Nga cũng thích màu đỏ. Chiếc này gọi là chiếc gì anh? Cũng Acura tiếp nè anh. Anh chiếc này cũng Acura nữa nè anh. Đây mọi người ơi, trước mặt nghe là chiếc xe của anh David. Trời ơi, chiếc xe nhìn ngầu quá anh. Chiếc Lamborghini. Lamborghini đó quý vị. Chiếc này dài trăm ngàn đô. Wow, đẹp quá anh. Đó, sáng nay anh David với bạn bè đưa nhóm tụi nghe đi ăn sáng đó. Ngầu quá luôn. Chiếc xe màu cam. Cái ghế nó màu cam quý vị ơi. Ôi, chiếc xe này ngồi hầm hố lắm luôn nha. Wow. Sáng nay đi ăn đồ Huế thôi đó mà đi cả xe thì ghẹt không. Đăng kim vô ngồi đi, đăng kim. Đi ăn đồ Huế thôi đó mà đi trên những chiếc xe rất là ngầu. Bà Kim dám lái mấy chiếc này không? Bà dám lái mấy chiếc này không? Mọi người ơi, ở Mỹ á, phụ nữ á là lái xe bus à. Lái được xe này dễ mà, đúng không? Trời ơi, thôi. Ơi, tôi đây. Sao? Cảm giác coi xe thế nào mà. Bà thấy sao? Thích không? Rất là đẹp. Ngồi sang đó, bà, tôi thấy hợp với bà đó. Không? Lát nữa bà lái, bà giờ bà đi mình, bà đi, bà đừng kêu tôi đi chung. Ngồi kìa bên đây, tôi chở bà đi. À, không, tôi sợ lắm. Tôi sợ, tôi thấy cái cảm thấy là xe đua là tôi. Xe đẹp nha, ở trong quá đẹp. Cái nhà ơi, mình được biết xe này là gần 500 ngàn, 400 mấy á. Đúng rồi, chiếc này là gần 500 ngàn đô á. 500 ngàn, nếu mà ở Việt Nam là nó gấp 3 lần á. Đâu là nó 500, trời ơi, mắc vậy. Yes. Ồ, dễ sợ vậy đó hả? Đúng rồi. Wow. Mọi người ơi, mấy khi mà đăng kim ngồi trên một chiếc xe hoành tráng gì đâu thôi. Nó đã đăng kim chạy đi, thứ nghe review cho nha. Sau khi khám phá chiếc xe này xong thì chúng ta sẽ trở lại với chủ nhân của chiếc xe này. Anh Đền, anh mở xe của anh ra cho em coi cái ơi.
Dạ anh giải thích cho em là tại sao anh thích xe màu đỏ vậy? Tại sao lại thích xe màu đỏ? À cái gu anh thích là phải nổi nổi vậy đó hả? Đây bây giờ là Thúy Nga sẽ review tới chiếc này nha quý vị. Đây đó, cô gái này sẽ mở cái cửa xe này cho chúng ta xem nha. Đàn ông ở Mỹ người ta mê chơi xe, đàn bà thì mê túi xách. Đó, đây là chiếc Acura, cũng hai cửa nha quý vị. Wow, rất là dễ thương luôn, sang trọng hoành tráng luôn quý vị ơi. Đây mọi người ơi, đây mọi người ơi, bây giờ Nga đang review chiếc này và hình như là Nga phải ngồi trên chiếc này để đi đó quý vị. Đó. Đó. Thì đó, từ lúc mình gặp trai thể thao bỏ dục, bây giờ mình đi mình review trải nghiệm từng cái xe đi ha. Kim đi chiếc đó đi, Nga đi với lại anh Định nè, để coi là ảnh chui vô trọng anh trốn luôn rồi, anh sợ quay anh trốn rồi. Em chọc anh chơi chứ. Đây đây là chủ nhân của ngôi nhà mà đêm qua tụi Nga tá túc đi quý vị, rất là vui. Đêm qua là mấy anh em trò chuyện cũng tới 1-2 giờ sáng anh ha. Đó, bây giờ là Thúy Nga bước vào xe và sẽ trải nghiệm trên chiếc xe này nó sẽ như thế nào nha quý vị. Chạy chơi thôi 3 năm rồi mà cũng từ đó giờ cũng không biết được 4 ngày mau nữa tại không có thời gian. Vậy lâu với dạ đó là chiếc xe này là mấy anh này là trong cái team Gia Lai đó mua rồi đi chơi vậy thôi chứ không có phải đi làm nên đâu là cái đó là em định này không phải mình tại ông anh có đi chơi với Gia Lai nhiều đó mình tụ tập với anh đây. Gia Lai rất chất vui, có gặp mấy anh ở lên đây chơi nhiều lần nên mấy anh mà không định không vào trong cái group đó. À anh định không vào trong group đó hả? Dạ. Oh, I'm sorry anh. Em thấy trong cái group đó thì thấy họ chơi Lamborghini cũng nhiều lắm. Đúng rồi. Đi chiếc đó nhiều. Anh chơi dữ mới chơi. Dạ. Mà rất vui. Anh là anh chơi xương xương đó hả? Mà anh chơi xương xương thì là cũng quá cha rồi. Anh chơi sương sương đó, anh không có vô trong cái team đó mà anh cũng hai chiếc xe hai cửa rất là rầm rộ như quý vị. Gặp cái mấy trước mấy anh Gia Lai từ bên Ohio qua đó thì cũng có cơ hội ra chơi với anh mấy lần và lên biết sơ sơ thôi. Dạ. Dạ.
Hôm nay rất là có duyên khi gặp anh Định, được tá túc nhà ảnh. Sáng nay còn được anh đưa đi ăn sáng đúng không vậy? Ủa mà em cũng hay lên đi chơi với lại lên đi làm show trên này nha. Lâu lắm rồi anh, từ cái dịch Covid bây giờ là hơn 2 năm em mới xuống đây lại á. Hơn 2 năm. Mà anh biết tụi em xuống mà nó không có vé máy bay. Tại vì Covid nó đang bùng lại á, tức là tụi em phải đi xe á. Máy bay nó đi vòng, năm suốt tiếng hồ nó mới tới nơi luôn. Tụi tôi mình lái xe cho rồi đúng không anh? Đúng rồi. Cũng nhanh á, mà yep. Đường đi ok lắm, đẹp mà lẹ lắm. Mai mốt chắc có xuống đây lại cho em cũng thích đi xe vậy á. Không mà đi đông người ngồi trong xe nói chuyện, dạ, thời gian nó dành. Nói chuyện vui yeah. Nó cũng tới nơi à. Đúng mà rồi. Đêm thấy rất là đẹp. Có đi ngang qua một cái khu mà họ nuôi bò rồi nó hôi banh xác luôn. Em đang ngủ mà em bật dậy em nó ủ sao xe túi quá vậy. Nổi tiếng, khu đó nổi tiếng. Ai về đâu là ở đó người ta nó cái nông trại nuôi bò đó. Mà phải nó bớt thối một chút cũng xuống review rồi cho mọi người biết là ở đây người ta có những cái trang trại nuôi bò rất là khổng lồ luôn, họ nuôi trên núi quý vị, nhưng mà nó hôi quá chịu nổi nha, chạy đi luôn. Để nếu mà trên đường về ngày mai nếu mà có điều kiện thời gian á, mà còn rảnh á, có thời gian thì Nga sẽ quay. Đây hôm nay là Nga sẽ review sơ sơ thành phố San Jose cho mọi người xem nha. Hôm nay trời cũng ôi quý vị, sáng dậy trời mưa quá trời luôn. Hôm nay mưa quá trời mưa luôn. Ủa tới rồi hả? Tới rồi. Lẹ dữ vậy. Vì San Jose cũng gần gần này hết rồi. À. Quay lại có nhiêu đó. Đây tới tiệm Nam Giao đây. Mới nói chuyện với anh Định rủ mai mốt tụi mình đi qua cái gì? À, chị Nga nè. Qua Arizona chơi. Đây, hello chị Nga, đó hello, cùng tên với Nga. Chị Nga bầu xô ở San Jose nha quý vị. Đây bà chủ ra đây. Bà chủ ra nè. Ôi bà chủ, sao bà chủ không tháo khẩu trang ra? Đó, bà chủ ra. Cho thấy cái vết bầm của bà chủ. Bà chủ đang đó, đây là bà chủ quán nhà hàng Huệ nha quý vị. Đây cả nhà, sáng nay bốn tiên nữ giáp bốn tiên nữ lớn tuổi đến một cái quán Huế tại San Jose. Nghe nói đồn là quán này đồ ăn rất là ngon nè, nổi tiếng nè. Của một người chủ rất là dễ thương đây. Người chủ dễ thương lắm quý vị. Hôm qua đến chị ơi, chị tính gì vậy? Chị tính quần, nhưng mà bây giờ trong tại vì chị đang trong thời gian sửa nhan sắc á. Cho nên chị xin phép là giữ cái này tôi khoái cái cảnh đêm qua mà đến mà gặp tụi tôi ở đâu để giới thiệu cho mọi không, tôi khoái cái đêm qua mà bà đến mà bà tháo cái mặt ra mà mặt mày bầm tím như bị trai quánh á. Bây giờ mình có nên tháo ra cho cả thế giới biết không? Thôi đi. Nên khoe chút thôi cho người ta biết là bà làm cái gì. Không, can đảm lắm, không có can đảm đâu. Là không can đảm hả? Cả nhà ơi, nếu mà cả nhà ở San Jose nhớ đến tiệm Huế Quỳnh Giao. Ở tại đâu vậy? Nam Giao 2066 Nam Giao. Nam Giao. Mới mà đổi tên của người ta. Đúng không? Dạ.
2066 tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến cái thân mình để vô trong đó để ăn uống. Ủa sáng nay nghe đồn có hẹn một bé Nga. Ai vậy hả? Có bé Nga sumo. À, bé Nga sumo vô đây. Đây mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ vào nhà hàng của Nam Giao để mình ăn đồ ăn Huế nha quý vị. Đi vô anh Định ơi. Dạ dạ, còn anh Huy nữa, đang coi anh Huy. Ủa, sáng nay cũng đông y chang Huy qua vậy đó hả? Wow, đi ăn sáng thôi mà cũng quen cái thành phố San Jose đi ra ăn luôn anh. Đây review sơ cho mọi người. Đây là nhà hàng của Giao, Nam Giao. Rất là dễ thương nha quý vị. Đây, đi vô giới thiệu tôi cho bé Nga sumo coi. Đây, bé Nga sumo. Đây, hello. Hello bé Nga sumo. Rồi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Đây, bé Nga vừa biết Nga sumo trên kênh YouTube. Là rất là dễ thương luôn. Ủa, ngoài gọn vậy. Để đây nha. Tại sao mày ăn quá mà sao mày không có bụng vậy? Khác để chị kinh nghiệm coi. Em cũng có lúc này là coi hài chụp của chị Thúy Trang hết. Em cũng chưa bao giờ làm đập chị ngoài đời. Thì hôm nay là mình có gì tới chị á, em không có, em có thể quay được chị đâu. Được chứ, em có thể quay thoải mái chị. Sẽ tiếp tục đi trên chiếc xe Lamborghini của anh David nha quý vị. Chiếc xe này đời năm nào vậy anh? Xe của anh năm nay là anh mua vào 2013 em. 2013. Ồ, là chiếc xe này là lâu với anh rồi phải không? Lâu tuổi rồi dạ. Đời càng lâu thì nó càng giá trị hay sao anh? Thì phải xe mà phải trên 30 năm thì nó mới giữ giá trị được em. Hy vọng sau này những cái xe điện nó ra thì mấy xe xăng này nó thằng xe cổ thì nó sẽ giá nó hy vọng nó lên gấp đôi gấp ba vậy thôi. Ồ vậy hả? Dạ. Thì tới 2020-35 là tất cả xe xăng là ngừng sản xuất hết. Cho nên nếu mà sau này hết xe xăng rồi thì mấy cái xe này sẽ trở thành xe cũ. Anh, cái một chiếc này thì anh mua năm 2013 thì cái giá trị của nó bao nhiêu anh? Nếu mua trong 2013 cái xe này là gần 500 ngàn. Là, wow. Là cấp này là cấp 3, còn cấp nhất của nó là tới 700 tới 800 ngàn. Wow, mắc dữ vậy đó hả? À, bằng một cái căn nhà ở nước Mỹ này. Ôi, chứ nghe giờ mới biết cái giá trị của cái xe Lamborghini nó mắc dữ thần luôn quý vị. Mà đưa về tới Việt Nam thì phải, em biết phải nhân tới gấp 3 lần rồi. Cho nên về tới Việt Nam mà tính ra 1,5 triệu cho tới 2 triệu một chiếc. Wow. Nhưng mà ở Việt Nam hiện tại là có ai chạy không anh? Có Cường Đô La có một chiếc. Cường Đô La. Rồi mấy chủ công ty hãng ở bên Việt Nam anh nghe nói trong nhóm Gia Lai cũng 1-2 chiếc rồi. Wow, một chiếc xe giá trị 500 ngàn quý vị, trời ở ơi. Ở Mỹ, còn về Việt Nam là gần 1,5 triệu rồi. Phụ nữ người ta chơi bóp túi xách, giày dép mà không lại mấy ông đàn ông chơi xe luôn quý vị. Chơi cái đáng đồng tiền mất gạo luôn.
chiếc xe 500 ngàn. Trời ơi trời, bằng đi mua hai căn nhà thời điểm đó nha. Nhưng mà 500 ngàn anh, mình chạy trong từ thời điểm đó tới bây giờ, nó có bị hư cái gì để mà phải sửa không? Không, thì nói tóm là cũng may mắn là xe nó chất lượng rất là tốt, cho nên chưa thấy phải chi tiền nhiều để sửa chữa nhiều thôi. Ngoài ra thay vỏ bánh xe với lại đổ tiền xăng vậy thôi. Dạ. Mà cái dòng xe này của nước nào sản xuất anh? Cái này của nước Ý nha. Ồ, xe là xe của Ý hả? Ừ. Đó, mọi người, một chiếc xe trị giá 500.000 đô. Wow, quá trời mắc luôn. Phụ kiện xe trên này, những cái này thì thật sự Nga cũng không rành lắm. Nhưng mà thấy xe này thì là những người đàn ông ở nước Mỹ mà gọi là dân chơi thứ thiệt là đều có một chiếc này. Đúng rồi. Tiểu bang xa là người ta phải ship cái xe qua thì là cái chi phí là khoảng từ tầm 1.000 tới 1.500. Mà mới vừa rồi đang ngồi nói chuyện với anh David thì mới hay tin là team Gia Lai đang tính ship chiếc xe này về Việt Nam để đi chơi vòng vòng Việt Nam quý vị. Và cái tiền chi phí của nó ship về nhiêu anh? Khoảng gần 30.000 một chiếc xe. Nhưng mà về cái chiếc xe này, xe nước ngoài sao chạy được trong Việt Nam anh? Thì quan trọng là mấy chiếc xe này phải trả hết tiền nợ cho trong nhà băng trước, cầm cái biên lai chính chủ á thì mới nhập vô Việt Nam được. Ồ, rồi xong rồi tụi anh xong rồi nhập ra vậy thôi.
nhưng mà giờ đang Covid thì chắc cái vụ idea này chắc chưa được đâu ha. Khi chờ qua Covid đó, sẽ Gym Gia Lai sẽ tính toán một cái rally về Việt Nam trong năm tới. Xe đi dọc lắc lắm đó nha quý vị. Đó, anh em Gym Gia Lai đang tính nguyên một nhóm ekip là đi về Việt Nam đi chơi vòng vòng trên chiếc xe này luôn đó quý vị. Là chiếc xe này khi đem về tới Việt Nam phải trả nợ pay off thì mới được đem về Việt Nam. Idea này nghe thấy nhất cũng nhất tàu anh ha. Cái tiền ship không là đã 30.000 là bằng mua một chiếc xe mới rồi. Rồi thêm cái vụ mà phải pay off hết chiếc xe nữa. Nghe xong nhóm mặt luôn. Khi nào mà cái nhóm Team Gia Lai này mà đưa nguyên cái dàn xe Lamborghini này về Việt Nam thì chắc là cũng là chấn động luôn đó. Rúng động ở Việt Nam luôn. Tráng lắm quý vị. Xe này ra vô mà mặc váy ngắn ngồi cũng mệt đó, tung cánh. Đó là. Ui cha. Ra chiếc xe đó là một cái vấn đề khó khăn. Chiếc này vô giống như là vô trong một cái một cái gọi là một cái hầm như quý vị, ra vô rất là khó luôn. Đây cả nhà ơi, hôm nay thì Nga đang ở San Jose. Lâu lắm rồi, cũng kể từ cái ngày mà dịch Covid tới giờ là 2 năm rồi Nga mới trở lại đây. Thì hôm nay là có cái buổi tiệc party của nhà một người anh. Tối nay tụi Nga sẽ tham gia văn nghệ vui ở tại một cái tiệc. Nên tranh thủ những cái khoảnh khắc này thì Nga đi preview xung quanh San Jose cho mọi người xem ha. Chứ Nga tạm biệt cả nhà và chúng ta sẽ lát nữa đi vòng vòng coi có những cái gì để mà khám phá tiếp nha. Bye bye. Bye bye mọi người.